Quyển 98, thứ 4, Nhiếp Trạch Sự, Pháp Bộ Đề Phần Khế Kinh, phần 2. Lại nữa Ốt Đà Nam nói, thầy tà trụ núi tuyết, khuyến thoát hệ thuộc tịnh, thứ tự giới viên mãn, tuệ kết thành đi sau. Có các ngoại đạo gặp duyên hòa hợp ở nơi chúng đệ tử, tự lập làm thầy, truyền cầu lợi dưỡng, truyền cầu cung kính, truyền cầu tự lợi. Có quyến thuộc trong dòng tộc muốn cầu xuất gia ở chúng kia, ngoại đạo kia nhân đó bảo rằng, người với ta trước đây không có tất cả vật dụng nuôi thân để thọ dụng, nay người nên vì ta đi đến xứ người giấu lỗi lầm của ta, khen ngợi đức ta cũng sẽ vì người làm việc như vậy. Hai người chúng ta thay phiên nương hộ lẫn nhau, phải ở nơi quốc vương các bậc đồng đẳng với vua, cho đến tất cả thương chủ lớn thu được nhiều lợi dưỡng cung kính. Nếu lúc các thầy ngoại đạo nói lời như thế, gọi là truyền tự lợi. Nhưng đệ tử đây không chấp nhận, nói lại rằng, đừng có cái nhìn như vậy, kẻ nào hộ như thế, chưa gọi là tự hộ, lỗi lầm này khiến đi vào đường ác. Nếu tự ngăn phòng lỗi lầm đây mới gọi là tự hộ mình, do vậy ông nên tự hộ cho mình trước. Tôi cũng sẽ tự hộ mình bằng cách khác, tôi đã chẳng thể hộ cho ông cũng chẳng nên hộ tôi. Trong nghĩa đây nên biết đệ tử là người nói như lý, là người thông huệ vì xem trọng đương lai. Nên biết thầy kia là người nói không như lý, là người ngu si vì xem trọng hiện tại. Lại còn tạp nhiễm xúc não với người, do tạp nhiễm nên không thể tự hộ. Nhân đây não người không được gọi là hộ người. Trong đây như trước đã thuyết thần cận, đoạn cao phiền não gọi là đang tự hộ. Từ đây về sau do đoạn làm nhân nên không não người gọi là đang hộ người. Nên biết trong đây không sân không hại là nghĩa không não, không duyên mà khởi hai tâm lợi và lạc, không duyên mà khởi hai tâm từ và bi. Nên biết như đây là nghĩa ai mẫn, do ai mẫn nên không não đối với người, tất cả ai mẫn như vậy trái với tướng kia. Lại nữa, núi tuyết dụ cho pháp Phật thiện thuyết tỉnh lại ra, trong đây nói tóm lược có ba phần khá được. Một, phù học địa. Hai, hữu học địa. Ba, dị sanh địa. Trong đây lấy khỉ vượn dụ cho tâm tương ứng như các tác ý không như lý. Thợ săn dụ cho ma. Ở phù học địa đều không có hai chủng kia năng hành. Ở hữu học địa cho đến bất hoàn độc nhất có khỉ vượn dụ cho tâm tương ứng tác ý không như lý năng hành. Chẳng phải chỗ năng hành của thợ săn dụ ma. Ở dị sanh địa đều có cả hai chủng năng hành. Lại các ngu phú kia hư vọng quán cảnh khác, năng ra khỏi cảnh khác, truy cầu cảnh khác, bị cảnh khác trói buộc, cho nên ở nơi cảnh chẳng được giải thoát. Lại nữa, do ở nơi tránh pháp, lắng nghe thọ trì quan sát nghĩa lý, trì pháp, hành pháp như thứ tự ấy, nên biết khuyến khích giáo hóa an lập nơi bốn nghĩa. Lại nữa, có ba pháp năng đoạn trừ tất cả tham triền của dâm dục phẩm thượng, hà hướng tham triền của các dục thấp kém. Những gì là ba? Một, lực tinh tấn. Hai, lực không phóng dật. Ba, lực đối trị. Do lực tinh tấn nên tham dâm dục kia đã sanh khiến không tồn tại vững chắc. Do hai lực còn lại nên kia chưa sanh khiến chẳng được sanh. Vì siêng tu chánh hạnh như vậy, vì muốn đoạn trừ ác đã sanh và muốn ác chưa sanh khiến chẳng sanh. Lại nữa, ở nơi bốn niệm trụ tu tập ân trọng, tướng đầy như thành phần địa đã thuyết, nói hệ thuộc ma là ở dục giới. Đối với đây, quả bất hoàn đã năng siêu vượt, hệ thuộc chết là từ dục giới cho đến hữu đảnh. Đối với đây, đến A-la-hán mới năng siêu vượt, nói các hữu tình không thành tịnh là các dị sanh, nói thành tịnh là các bậc hữu học, nói sáng sạch là các bậc vô học. Lại nữa, có ba chủng chứng tịnh khiến người chưa thành tịnh năng thành tịnh, người đã thành tịnh năng khiến sáng sạch. Nên biết trong đây các hữu học phẩm thượng gọi là thành tịnh, các hữu học phẩm hạ gọi là không thành tịnh, do các vị kia tu đạo chưa đắc thành tịnh, còn lại như trước thuyết. Lại nữa, nên biết tu bốn niệm trụ được có năm chủng thứ tự. Một, lực tín tăng thượng thanh tịnh xuất ra. Hai, luật nghi giới. Ba, luật nghi căn. Bốn, vui viễn ly. Năm, các cái thanh tịnh. Những người tại gia tùy lớp lớp tu các niệm trụ phòng hộ được tịnh tín, các cái thanh tịnh, nhưng khuyết các học xứ cho nên sự tu học không được viên mãn. Lại nữa, do bao nhiêu duyên nên biết bí sô đầy đủ giới, thành tựu cầm giới, tịnh mạng viên mãn. Những gì là ba? Một, sở hành viên mãn. Từ các việc như mua bán cho đến hại trói cắt đoạn đánh đập trà sát thải đều xa lìa. Hai, nhập giữ viên mãn. Từ các việc chăn nuôi voi ngựa cho đến các việc chăn nuôi các loài xanh từ vỏ thải đều xa lìa. Ba, thọ dụng viên mãn, y phục đủ che thân,
thức ăn đủ no bụng, liền sanh vui đủ. Đối với vật nuôi thân khác, vì thời mà ăn, thầy đều xa lìa. Lại nữa, bốn pháp là thân thọ tâm pháp như bốn đường lớn. Nơi thân kia mà sanh tác ý không như lý, như mong muốn lúa thóc, hoa màu xấu. Nơi thân kia mà sanh như lý tác ý, như mong muốn lúa thóc, hoa màu tốt đẹp, nên biết dục giới là bất định địa giống như da. Sắc giới, vô sắc giới đều là định địa giống như thịt. Vô minh như máu, và trong ba cõi do ba chủng lậu đây nên thành nghĩa dỉ lậu. Lại nữa, chỗ có chủng chủng vô lượng pháp ác bất thiện như tham, như trước đã thuyết, do hà nhiệt duyên, nếu kết thành thì chẳng thể tu tập bốn chủng niệm trụ, chẳng phải không nhân duyên. Những gì gọi là hai: một, vì có truyền tham hiện tiền; hai, vì ở nơi truyền đây không thấy lỗi lầm, nếu truyền hiện tại tiền khiến tâm bị tạp nhiễm, chẳng thể tu tập. Tuy tánh tạm xa lìa, nhưng vì nhiễm trước, vì có luyến tiếc, nên ở nơi các pháp năng thuận theo tham tuần bị tán động, thường theo dòng chìm nổi, trùng trùng tập tư hàng theo đó nhiễu loạn, cho nên chẳng thể tu tập niệm trụ. Nếu chẳng vậy, các hữu tình nơi tánh không nhiễm trước sâu, đều lẽ chẳng cần tu bốn niệm trụ. Nếu có việc đây thì không tồn tại pháp năng tu bốn niệm trụ. Lại nữa, Út Đà Nam nói: dũng lực tu đẳng trì, môn khác sau thần túc. Nên biết kiến lập bốn chủng chánh đoạn như thành phần địa đã rộng phân biệt. Trong đó tuyển thuyết dũng là cú thứ năm. Sao gọi là dũng? Như trước đã thuyết, tức là khả năng nhẫn thọ các khổ do phát sinh tinh tấn, khổ do các dỉ lậu, khổ do giới của thân không điều hòa, khổ do những việc tổn não của người như phát lời thô ác. Nếu không bị nhân duyên khổ đầy khiến thối xà tu tập ra hạnh chánh đoạn, nên biết gọi là dũng. Lại nữa, nên biết kiến lập bốn chủng thần túc như thành phần địa đã rộng phân biệt. Nếu nói tóm được thì do bốn chủng lực gìn giữ tâm khiến định, cho nên kiến lập bốn chủng thần túc. Sao gọi là bốn? Một, lực ý lạc thành tịnh; hai, lực chuyên cần; ba, lực tâm hỷ lạc; bốn, lực chánh trí. Nên biết trong đây do lực thứ nhất, nên ở nơi tạm mà địa phát sanh vui muốn. Từ đây vì muốn chứng đắc nên chuyên cần tu tập. Do lực thứ hai nên bắt đầu trụ tâm khiến an định. Do lực thứ ba nên tâm đã trụ định, không bị tán động trở lại, không bị tốc chuyển theo bên ngoài. Do lực thứ tư nên quan sát phiền não sở trị của đẳng trì. Đối với những điều đã đoạn chưa đoạn như thật rõ biết, lại ở nơi tướng nhập trụ và xuất đẳng trì, năng khéo phân biệt rõ ràng. Như thế lại ở nơi chỗ có các tướng Samatha và các tùy phiền não Samatha, tỷ bát xá na và năng đối trị các tùy phiền não kia đều như thật rõ biết. Lạc đẳng trì tức là ở trong đẳng trì chỉ có sở tác đẳng trì như vậy, ngoài đây ra lại không có, hoặc thêm hoặc hơn. Lại nữa, do năm nhân duyên tóm lược tướng tu tập thần túc: một, do xa lìa tùy phiền não phẩm Samatha; hai, do xa lìa tùy phiền não phẩm Tỳ Bát Xá Na; ba, do ở nơi cảnh giới sở duyên phẩm Tỳ Bát Xá Na tâm bị hệ phượng; bốn, do ở nơi cảnh giới sở duyên phẩm Samatha tâm bị hệ phượng; năm, do ở nơi cảnh giới sở duyên của cả hai phẩm tâm bị hệ phượng. Tùy phiền não phẩm Samatha là dục, đồng hành giải đãi, và dục đồng hành hôn trầm thụy miên, nên biết chính dục đồng hành hôn trầm thụy miên làm tánh nương tựa cho dục, đồng hành giải đãi. Tùy phiền não phẩm Tỳ Bát Xá Na là dục, đồng hành trao cử, và dục đồng hành tán động bởi diệu dục, nên biết dục đồng hành tán động bởi diệu dục làm tánh nương tựa cho dục, đồng hành trao cử. Lại ở trong đây, do dục đồng hành giải đãi nơi phẩm Samatha khiến trụ tạp nhiễm, nhưng không năng khiến các Samatha thầy đều diệt mất. Do dục đồng hành hôn trầm thụy miên nơi phẩm Samatha khiến trụ tạp nhiễm, cũng lại năng khiến các Samatha thầy đều diệt mất. Do dục đồng hành trao cử nơi phẩm Tỳ Bát Xá Na khiến trụ tạp nhiễm mà không năng khiến Tỳ Bát Xá Na thầy đều diệt mất. Dục đồng hành tán động bởi diệu dục nơi phẩm Tỳ Bát Xá Na khiến trụ tạp nhiễm, cũng khiến tất cả Tỳ Bát Xá Na thầy đều diệt mất. Cảnh giới sở duyên phẩm Tỳ Bát Xá Na là tưởng trước sau, phân biệt tưởng tượng đây nên biết như thành phần địa đã thuyết. Cảnh giới sở duyên phẩm Samatha là tưởng trên dưới, tưởng đây nên biết cũng như trước đã thuyết. Cảnh sở duyên của cả hai phẩm là tưởng quang minh, ở nơi hai phẩm kia vì có dao động nên có các quang ảnh đồng hành tâm tu. Lại chẳng phải chỉ có dục tương ương cùng với giải đãi, mà còn có chủ khác gọi là đồng hành giải đãi. Cũng vậy, tinh tấn có nghĩa tương ương với giải đãi, tức có tinh tấn mà bị rơi vào trì trệ, không trần tránh phát sinh tinh tấn tương tục nên gọi là đồng hành giải đãi. Lại năm tướng đây nên biết tổng nhiếp tất cả tướng tu,
lạc đẳng trì, tức là do đây đẳng trì nhanh chóng được thành tựu viên mãn. Lại nữa, ở năm xứ giải thoát, nhiều chỗ thích hợp nên biết bố chủng đẳng thượng tạm ma địa là dục tinh tấn tầm quán. Nếu có bí xô nương ý lạc thanh tịnh và dục mãnh lợi vì muốn chứng đắc thông tuệ thủ thắng bậc nhất, theo chư Như Lai và đệ tử Phật mà ân trọng cung kính lắng nghe chánh pháp, từ nghe không gián đoạn thừa lớp chứng đắc thắng tạm ma địa, nên biết đây gọi là dục tăng thượng tạm ma địa. Lại bí xô như pháp đã nghe, như pháp đã có được, khởi nhiều dụng công, phát tinh tấn mạnh mẽ hoặc chân chánh, vì người tuyên thuyết khải thị, hoặc dùng âm từ thắng diệu đọc tụng, từ thứ lớp nhân duyên đây không gián đoạn, năng theo đó thành tựu thắng tạm ma địa, nên biết đây gọi là tinh tấn tăng thượng tạm ma địa. Lại có bí xô ở nơi các tướng hiện thiện tạm ma địa khéo nắm giữ tư duy, quán sanh bẩm cho đến xương, mấu xương lấy làm ngàn mé. Do sở duyên đây, thứ lớp sanh khởi thắng tạm ma địa, nên biết đây gọi là tâm tăng thượng tạm ma địa. Lại có bí xô như pháp đã nghe, như pháp đã có được, một mình ở chốn không nhàn, tư duy thọ lượng quan sát sâu chắc, do nhân duyên đầy, dần dần sanh khởi thắng tạm ma địa, nên biết đây gọi là quán tăng thượng tạm ma địa. Lại có cách nói khác, đó là do bốn môn khởi tạm ma địa: một, do môn từ người sanh khởi vui muốn mãnh lợi lắng nghe chánh pháp; hai, do môn từ người nên có được sự dạy dần dạy trao không điền đảo, phát khởi gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ẩn trọng nhưng chưa nhập căn bản thắng tạm ma địa, muốn thú nhập những điều tránh dạy trao; ba, do môn đã nhập căn bản thắng tạm ma địa vì muốn chuyển chứng đắc vị thắng tạm ma địa cao hơn tâm hỷ lạc; bốn, do môn đa văn chỉ văn tự mình đang ở nơi pháp như lý quan sát bình đẳng quán, nên biết trong đây do môn thứ nhất khỏi dục tăng thượng tạm ma địa, do môn thứ hai khỏi tinh tấn tăng thượng tạm ma địa, do môn thứ ba khỏi tâm tăng thượng tạm ma địa, do môn thứ tư khỏi quán tăng thượng tạm ma địa. Còn lại phân biệt nghĩa và phân biệt hành đoạn tướng đây nên biết như thành phần địa đã thuyết. Lại nữa, lấy tu các thần túc làm chỗ nương sẽ năng tránh dẫn phát các thần thánh thông, sẽ năng tránh dẫn phát các thánh thần thông. Ngoại đạo không có việc tu các thần túc mà năng tránh dẫn phát các thánh thần thông. Lại các bậc thánh dẫn phát sở hữu thần thông tối thắng, tùy vui muốn mà kéo dài các hành thọ, hoặc trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp. Đó là chủng tánh Bồ Đạt Già La bất định, quá một kiếp gọi là Phật loại, nên biết loại đây chỉ trụ nội pháp. Lại các bậc thánh biến hóa thần thông ở nơi bốn sự việc đây không thể biến hóa: một, căn; hai, tâm; ba, pháp sở hữu của tâm; bốn, nghiệp và nghiệp dị thục. Lại các bậc thánh tánh biến hiện thần thông không thể chuyển biến nghiệp thuận thọ lạc, khiến tự tánh thay đổi thành thuận thọ khổ. Như thuận thọ lạc so với thuận thọ khổ, thì nghiệp thuận thọ khổ so với thuận thọ lạc, nên biết cũng vậy. Nếu nghiệp năng thuận thọ không phải khổ lạc, nên biết vẫn rốt ráo là thuận không phải khổ lạc. Lại các bậc thánh trụ giữ thần thông không thể trụ giữ nghiệp thuận thọ không phải khổ lạc, khiến thành không thọ. Còn lại nên biết cũng vậy. Lại khi các bậc thánh lúc biến hiện thần thông không thể chuyển biến nghiệp thuận thọ hiện pháp khiến thành nghiệp thuận thọ hậu pháp, và không thể chuyển biến nghiệp thuận thọ hậu pháp khiến thành nghiệp thuận thọ hiện pháp. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, kiến lập cảnh sở hành, tuệ căn là tối thắng, nên biết sau an trụ, ngoại phẩm dị sanh thảy. Nói tóm lược, do nghĩa sáu xứ tăng thượng, nên biết kiến lập 22 căn. Những gì là sáu? Một, nghĩa năng thủ cảnh giới tăng thượng. Hai, nghĩa kế thừa gia tộc tăng thượng. Ba, nghĩa nhân duyên nuôi mạng, sự nghiệp gia hạnh sĩ dụng mỗi mỗi diện khác tăng thượng. 4. Nghĩa thọ dụng, các nghiệp cũ đã tạo làm đời trước, quả ái phi ái và tạo nghiệp mới tăng thượng. 5. Nghĩa hướng đến ly dục thế gian tăng thượng. 6. Nghĩa hướng đến ly dục suốt thế gian tăng thượng. Trong đây nên biết từ nhãn căn là đầu tiên, cho đến ý căn là rốt sau, 6 căn như vậy, đối với năng thù cảnh giới có nghĩa tăng thượng. 2 căn nam và nữ, đối với con cháu kế tự gia tộc có nghĩa tăng thượng. 1 chủng mạng căn đối với ái mạng, tức nhân duyên mạng sống, sự nghiệp gia hạnh sĩ dụng mỗi mỗi riêng khác có nghĩa tăng thượng. Từ căn lạc là đầu tiên cho đến căn xả là rốt sau, 5 căn như vậy, đối với sự thọ dụng nghiệp đã tạo làm trước kia, cảm quả ái phi ái và tạo nghiệp mới có nghĩa tăng thượng. Từ tín căn là đầu tiên cho đến tuệ căn là rốt sau, 5 căn như vậy, đối với năng hướng đến ly dục thế gian có nghĩa tăng thượng. Căn chưa biết sẽ biết, căn đã biết, căn biết đầy đủ, 3 căn vô lậu như vậy, đối với năng hướng đến ly dục xuất thế gian tối cực rốt ráo.
có nghĩa tầng thượng, tất cả nghĩa mà thế gian có thể hiện thấy được chỉ là tỷ lượng, nên biết nghĩa rốt ráo không ra khỏi 22 căn, nên tất cả căn nhiếp vào 22 căn đây. Lại nữa, hoặc có một loại khỏi suy nghĩ như vậy, nếu bên trong không có ngã, nương gá 6 căn môn hành 6 cảnh giới, thì 6 căn sở hành riêng biệt, cảnh giới riêng biệt. Như vậy, 6 căn đây chỉ năng lãnh thọ tự sở hành cảnh của chính nó. Ai năng lãnh thọ tánh cảnh sở hành của 6 căn đó, nên biết do loại đây chẳng thể thông đạt đạo lý duyên khởi, nên ở nơi các hành khởi tà phân biệt. Lý duyên khởi thế nào? Nếu thầy tu du già ở nơi nội 6 căn như lý duyên theo, tình cần gia hạnh tu 4 niệm trụ. Từ lúc bấy giờ 4 niệm trụ đây lãnh thọ tánh cảnh sở hành của 6 căn, tức đây đối với kia do thanh tịnh nên gọi là xuất ly. Lại vì sinh tu 4 niệm trụ nên ban đầu thông đạt lý đế, thu được 7 giác tri. Từ tức lúc bấy giờ các giác tri đây vì là chân thật nên lãnh thọ tánh cảnh sở hành của niệm trụ. Lại do tu tập giác tri là nhân duyên khởi minh giải thoát, từ lúc bấy giờ minh giải thoát như vậy lãnh thọ giác tri rồi khéo tu tập, từ đây về sau chẳng lại tu tánh cảnh sở hành, như thật đã đoạn tất cả phiền não. Tức lúc bấy giờ ở nơi các phiền não đoạn niết bàn tịch diệt, lìa tăng thượng mạng. Do xa lìa tăng thượng mạng nên hiện tại đây thật có rốt ráo mình giải thoát, như thật lãnh thọ rồi đắc tánh cảnh sở hành của mình giải thoát. Do đây lìa khỏi tất cả sở hữu pháp hữu vi nên biết cũng lìa khỏi mình giải thoát. Ở trong niết bàn thì thiết hai chủng năng thủ sở thủ đều không chỗ có, vì tất cả hí luận vĩnh viễn xa lìa trừ diệt. Cho đến các pháp hữu vi khá có thể được triển chuyển hỏi đáp, thì thiết kiến lập năng thủ sở thủ ngôn luận sai khác đều vĩnh viễn diệt trừ. Trong pháp vô vi cứu cánh niết bàn, tất cả sự hỏi đáp ngôn luận sai khác đều không như lý. Cho nên nên biết ở trong vô ngã nên tránh hiển thị chỉ có tạp nhiễm, chỉ có thành tịnh. Lại nữa, nếu có các bồ đặc giả la sĩ phu chủng loại thông tuệ, ca càn nhạy bén do lực tư trạch đắc ý như lý tư duy các pháp, nên đối với niết bàn được tránh tin hiểu sâu chắc. Vì tin chắc nên phát siêng tinh tấn tăng thượng, vì tăng thượng nên năng ở nơi cảnh giới sở duyên thân thọ an trụ chánh niệm, cũng vì tăng thượng nên năng ở nơi sở duyên khiến tâm nhất thú hướng, cũng vì tăng thượng nên ở nơi tất cả pháp như thật rõ biết, như thật quán thấy. Do nhân duyên đây năng đến rốt ráo, cho nên tuệ kia hoặc ban đầu hoặc về sau đều có nhiều tăng ích. Do đây nên nói tuệ căn rất là thủ thắng. Lại nữa, đường vô thượng bồ đề của chư Phật mà đắc chánh tín cho đến chánh tuệ, nếu pháp đây người thế gian cũng không có, nên biết đây trụ ngoại phẩm dị sanh. Nếu pháp đây chỉ có thế gian không có xuất thế, nên biết đây trụ nội phẩm dị sanh, chẳng phải ngoại dị sanh. Nếu pháp đây có xuất thế, nên biết tất cả riêng trụ phẩm khác chẳng thuộc các phẩm loại dị sanh kia. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, tư trạch giác tuệ thầy các nước cùng các vua A-la-hán hữu học chất trực đi sau cùng. Nói tóm lược tức là trong tất cả ác hành hiện pháp và hậu pháp đã thấy sâu quá hoạn, nên tránh tư trạch dứt trừ các ác hạnh, tu các thiện hạnh gọi là lực tư trạch. Nên biết lực đây năng thành hai sự: một, năng đến đường thiện trời người; hai, năng đến hiện pháp niết bàn. Lại đây năng cùng lực tu tập nhiếp lấy tu các niệm trụ làm chỗ nương. Do đây làm chỗ nương, năng tránh tu tập pháp bồ đề phần như bốn niệm trụ, nên biết tu đây gọi là lực tu tập. Lại, lực tư trạch năng cùng ba xứ hổ thẹn làm bạn. Những gì gọi là ba xứ tàm quý: một, hổ thẹn với người, tức khởi nghĩ đây nếu ta làm ác sẽ bị thế gian có tha tâm trí, chư Phật Thế Tôn hoặc thánh đệ tử hoặc chúng chư thiên tin lời Phật dạy sẽ cùng chế trách, đây gọi là lực tư trạch xứ thứ nhất. Hai, hổ thẹn với mình, tức khởi nghĩ đây nếu ta làm ác nhất định sẽ bị nhiều chế trách, đâu có bậc thiện nhân nào lại làm ác hạnh, đây gọi là lực tư trạch xứ thứ hai. Ba, hổ thẹn nơi pháp, tức khởi nghĩ đây nếu ta làm ác ác sẽ bị trở ngại, và trong pháp thiện thuyết tỉnh nại ra tu phạm hạnh, nếu có hủy phạm ắt là hoại phạm hạnh, đây gọi lực tư trạch xứ thứ ba. Hổ thẹn như vậy nên biết lấy ba chỗ làm tăng thượng: một, thế gian tăng thượng; hai, tự mình tăng thượng; ba, pháp tăng thượng. Lại nữa, do lấy hành tự lợi và hành lợi tha làm tăng thượng, nên biết kiến lập có bốn chủng lực: một, lực giác tuệ; hai, lực tinh tấn; ba, lực không tội; bốn, lực nhiếp thọ. Vui lợi mình năng đến hiện pháp niết bàn gọi là nghĩa tự lợi,
Nàng đến đường thiện người trời cũng gọi là nghĩa tự lợi, nên biết trong đây được nghĩa tự lợi thứ nhất kiến lập hai lực là giác đại và tinh tấn. Do hai lực này nên có phương tiện phát khởi chánh cần. Được nghĩa tự lợi thứ hai kiến lập lực không tội. Do ba lực đây tất cả nghĩa tự lợi đều được rốt ráo. Vui lợi tha, còn lại là nghĩa lợi tha. Do tăng thượng đây nên kiến lập lực nhiếp thọ, nên biết các tướng nhiếp sự đây như Bồ Tát Địa đã biện rõ. Lại nữa, đường nơi đất nước và vua, hoặc nam hoặc nữ, hoặc chồng hoặc vợ, hoặc người ngu, hoặc người trí, hoặc chúng tại gia, hoặc chúng xuất gia, nên biết kiến lập có 10 chủng lực. Như đối với các quốc vương thì có lực tự tại, hết thảy lực như vậy kinh đã rộng thuyết. Lại nữa, các A-la-hán thành tựu 8 lực, như thật lãnh thọ tham sân si thành vĩnh viễn tận không sót thừa, không tạo các ác, tu tập các thiện, cũng có nghĩa là tâm hướng đến viễn ly, xuất ly, bát niết bàn. Cho nên nhàm chán trái lìa hậu hữu, nhàm chán trái lìa nhân duyên không tạo nghiệp ác, lại quán các dục giống hữu than nóng, nên nhàm chán trái lìa các dục, nhàm chán trái lìa nhân duyên không tạo nghiệp ác. Do hai lực đây nên không tạo các ác. Vì không tạo ác, lại do sáu môn nên tu tập các thiện, đó là niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi và đạo chi. Lại nữa, chư Phật Như Lai nương hành tự lợi và hành lợi tha có sự sai biệt lớn so với các đệ tử, như có lời rằng các bậc hữu học thành tựu 5 lực, còn Như Lai thành tựu 10 lực. Nếu thành tựu 5 lực hành hạnh tự lợi hữu học thì các thánh đệ tử thu được quả tối thượng A-la-hán. Nếu từ đây không gián đoạn thì tất cả nghĩa tự lợi đều được rốt ráo. Như Lai đã thành tựu A-la-hán rồi, hành hạnh lợi tha thành tựu 10 lực, tức lấy lợi tha làm nghĩa tự lợi. Nếu khi tất cả việc giáo hóa đã rốt ráo, nhập vô dư y bát niết bàn giới, nên biết bấy giờ ở nơi sở tác mới được viên mãn. Hoặc tu hành hạnh A-la-hán, hoặc vì lợi tha, tức hành nghĩa tự lợi. Hai nhân duyên đây so với các đệ tử đều rất thù thắng hơn cả. Mười lực Như Lai như Bồ Tát Địa đã rộng phân biệt. Lại nữa, có Bồ Đặc Giả La tánh chất trực, tự mình quý thích, không xiểm không cuống. Vì chứng nghĩa tự lợi có bốn chủng tướng, nếu nương pháp ác thuyết tỉ nại ra, tức liền bị gián đoạn trì trệ. Cần yếu nương pháp thiện thuyết tỉ nại ra, tức không gián đoạn, không bị trì trệ. Những gì là bốn tướng? Một, thuyết dạy chánh pháp. Hai, dạy răn dạy trao. Ba, như lý thông đạt. Bốn, đối với chánh pháp đã nghe được chân thật chứng. Đó là các thắng giải làm chỗ nương, năng xa lìa không nhân ác nhân, khai thị đúng lý nghĩa chánh nhân, được các bậc dạy răn dạy trao, không điền đảo, phần nghĩa dạy khéo, năng thuận theo gia hạnh, đoạn nhiếp lấy pháp không điền đảo, năng khiến chứng đắc pháp do thắng giải làm chỗ nương. Nếu các thiện nam tử đã tự mình tôn trọng quý thích, đã tương tục điều phục, có sự kham năng đến nhập trong nội pháp tỉ nại ra, được tránh tuyên thuyết, được tránh khai ngộ, thì năng nhanh chóng hướng đến thắng tiến như lý thông đạt, pháp nên thông đạt, cũng năng chân thật chứng pháp nên chứng, lấy bốn niệm trụ làm chỗ nương ở nơi pháp hữu vi mà các bậc thông tuệ cùng chấp nhận là có hoặc chấp nhận là không, đều chân tránh rõ biết ở nơi pháp vô vi cho đến hữu đảnh đều là hữu thượng, năng tránh rõ biết là hữu thượng đối với niết bàn vô thượng, như thật rõ biết là vô thượng. Như vậy gọi là như lý thông đạt. Lại lấy bốn niệm trụ làm chỗ nương, do tâm tĩnh định nên tránh tụ tập bảy giác chi rồi, tăng chứng rốt ráo mình giải thoát, như vậy gọi là được chân thật chứng. Các thiện nam tử kia nếu tự mình thích nhập vào pháp ác thuyết tỉ nại già thì đối với bốn xứ đây đều không thể có được, nên gọi là dừng lại. Lại nữa, Út Đà Nam nói lập sai biệt thực thứ lớp an lạc trụ tu ở sau. Do hai phẩm Samatha và Tỳ Bác Xá Na sai biệt nên kiến lập giác tri, tướng đây nên biết như Thành Phản Địa đã thuyết. Lại nữa, vì tự tánh sai biệt, vì tướng sở duyên nhân duyên sai biệt, nên biết 14 chủng tướng sở duyên nhân duyên sai biệt của bảy giác tri. Nghĩa rộng phân biệt nên biết như Tam Ma Hí Đà Địa và Thành Phản Địa đã thuyết. Lại nữa, ở trong pháp năng thuận theo giác tri, lược có hai chủng đắc ý không điền đảo, để biết cộng chung với giác tri làm thức ăn. Những gì là hai? Một, tránh tác ý. Hai, luôn tác ý. Trái với tướng đây nên biết là không phải thức ăn. Lại nữa, ở đầu giữa và sau nếu tùy khuyết một chi, như thật rõ biết khiến không được viên mãn. Như sắc loại đây, sở y, năng y, lưu chuyển, an lập, tùy theo sự sanh khởi ấy thứ tự mà thuyết. Trong đây niệm là sở y, trách pháp là năng y, còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy.
Lại nữa, nếu có bí xô phương tiện tu tập các giác tri, do bốn nhân duyên khiến bí xô không trụ an ổn, những gì gọi là bốn chủng nhân duyên? Một, vì tất cả phiền não phẩm loại thô trọng đều chưa lìa. Hai, vì có các tùy phiền não phẩm samatha hiện tại tiền. Ba, vì có các tùy phiền não phẩm tỳ bác xá na hiện tại tiền. Bốn, đạo chưa điều thiện mà lại sao lãng. Trái với bốn tướng đây là bốn chủng nhân duyên khiến trụ an ổn. Đối với hai chủng sau, bí xô thiện xảo phải như thật hiểu rõ thông đạt, an trụ tránh biết đó là do các tác ý có gia hạnh nên tinh tấn thái quá, và do trước sau có tăng giảm nên chuyển vận không quân bình. Do hai duyên đây nên gọi là đạo không điều thiện, trái với hai nhân duyên đây nên gọi là đạo điều thiện. Như chuyển luân phương ở bốn châu được đại tự tại thành tựu bảy báu, như vậy tâm phương ở bốn thánh đế được đại tự tại thành tựu bảy báu giác tri trần tịnh nên biết cũng vậy. Trong đây ở nơi hai phẩm samatha và tỳ bác xá na chuyển vận song song, hàng phục vượt qua tất cả phiền não oán đối. Do nghĩa đây nên niệm giác tri ban đầu giống như xe báu, cảnh tướng sở tri lượng vô biên, trí thể năng tri cũng tùy theo đó rộng lớn. Do nghĩa đây nên trạch pháp giác tri giống như voi báu, đường đầy nhanh chóng năng đi đến đạt được thắng xứ sai khác. Do nghĩa đây nên tinh tấn giác tri giống như ngựa báu, duyệt ý không tội thật thủ thắng hơn cả. Do nghĩa đây nên hỉ giác tri giống như nữ báu, thân tâm sáng sạch có sự kham năng. Do nghĩa đây nên khinh an giác tri như thần châu báu, năng biện biệt tất cả sự vui thích mong cầu. Do nghĩa đây nên định giác tri như thần kho báu, năng hạc phục tất cả quân pháp nhiễm ô, năng xuất tất cả quân pháp thành tịnh, năng hướng đến vô tướng an ổn. Do nghĩa đây nên giả giác tri như tướng quần báu. Lại nữa, các bậc tu hành đắc bảy báu giác tri, ví như đại vương có kho y phục thượng diệu thọ dụng ở ba thời khác nhau, ba phần an trụ bảy giác tri kia nên biết cũng vậy. Các bậc tu hành chưa từng an trụ chỉ một giác tri, nói ba thời là phần đầu ngày, phần giữa ngày và phần cuối ngày, nói ba phẩm là phẩm samatha, phẩm tỳ bác xá na và phẩm cả hai đây. Ở trong phần đầu trụ bốn giác tri, ở trong phần thứ hai trụ bốn giác tri, ở trong phần thứ ba an trụ đầy đủ bảy giác tri. Lại ở nơi bảy giác tri, đối với các ngoại đạo không oán ghét, không chống đối, hằng đem ý vui làm lợi ích truyền đến, lìa hệ buộc tất cả phiền não nên gọi là không oán, không địch, không hại, không có tai họa. Bậc tu hành ở nơi bảy giác phần đây đều như thật rõ biết, nếu tùy lúc hiện tiền, tùy lượng hiện tiền gọi là trụ, nếu lúc thối bỏ ra khỏi gọi là diệt. Vị kia do trụ tránh biết như vậy, gọi là trụ không tội, không có ái vị, tâm lìa nhiễm vị. Lại nữa, nên biết lược do hai nhân duyên tu tập các giác tri, đồng hành với 21 chủng tưởng. Một, đồng hành y cứ vào nghĩa tương ưng. Hai, đồng hành y cứ vào nghĩa không gián đoạn. Tu đồng hành với tưởng vô thường, cho đến tu đồng hành với tưởng chết, thì y cứ vào nghĩa tương ưng. Tu đồng hành với tưởng bất tịnh, cho đến tu đồng hành với tưởng quán không, thì y cứ vào nghĩa không gián đoạn. Tu đồng hành với tử, nên biết cũng vậy. Lại ở trong tất cả hành quá khứ vị là hiện tại, có các hành ái nhiễm, hoặc lười biếng giải đãi, hoặc thân kiến, tùy đã đoạn diệt mà tập khí tùy trói buộc, ngã mạn hiện hành, hoặc do tham ái vui muốn trùng trùng việc mỹ diệu ở thế gian, hoặc do phiền não tùy miên xót thừa, hoặc do mong cầu lợi dưỡng, hoặc do mong cầu kế sanh nhai, hoặc do các dục ái, hoặc do các hữu ái, hoặc theo hư vọng phân biệt phát khởi bốn chủng dục tham. Một, tham sắc đẹp. Hai, tham hình dáng. Ba, tham xúc mịn màng. Bốn, tham hầu hạ. Cho nên năng khiến sanh khởi quá hoạn không như lý, cũng khiến tâm đây vượt khỏi quỹ phạm mà chuyển. Để đối trị kia, tùy chỗ thích hợp tu giác trì đồng hành với 21 tưởng giải biệt. Vì đối trị bốn chủng tưởng, bốn chủng chướng, nên tu tưởng hành vô nguyện, từ tưởng vô thường cho đến tưởng tất cả thế gian không đáng vui. Vì muốn đối trị một chủng chướng, nên tu tưởng hành không, hoặc tưởng khổ vô ngã. Vì muốn đoạn diệt chướng phiền não tùy miên xót thừa, nên tu tưởng hành vô tướng đối với ba cõi. Vì muốn đối trị mong cầu lợi dưỡng và dục ái, tu tưởng lỗi lầm tai họa của các dục. Vì muốn đối trị mong cầu kế sanh nhai và hữu ái, tu tập tưởng chết. Vì muốn đối trị đuổi theo hư vọng phân biệt phát sanh bốn dục tham, nên tu tưởng bất tịnh đi đầu, cho đến tưởng quán không rốt sau. Lại tất cả đây, từ tưởng sanh bẩm cho đến tưởng quán không, nên biết đều nhiếp thuộc tưởng bất tịnh. Lại ở trong đây, tưởng sanh bẩm đi đầu, tưởng trương sinh rốt sau, đối trị tham sắc đẹp, tưởng ăn thức ăn, tưởng phân giã đỏ lòm, tưởng phân tán đối trị tham hình dáng, tưởng hài cốt, tưởng móc xương đối trị tham xúc mịn màng, tưởng quán tâm thức không,
thầy chết không đối trị tham hầu hạ, lại ở trong đây tu từ rốt ráo cho đến biến tịnh, tướng đầy nền biết đã thuyết trong Tà Ma Hí Đà Địa. Lại nữa Ốt Đà Nam nói, đầu nội ngoại lực thanh tịnh sai biệt, dị môn sa môn sau Bà La Môn, vì muốn sanh khởi tám thánh đạo tri, trong tất cả lực hoặc nội hoặc ngoại có hà trùng lực so với lực khác thủ thắng hơn cả. Những gì là hai? Một, ở ngoại lực khéo biết lực thực thức là thủ thắng hơn cả. Hai, ở nội lực được tránh tư duy là thủ thắng hơn cả. Nên biết trong đây, trước hết xa lìa các chướng ngại, tu nghiệp phước, nên không bị thiếu thốn y phục, thức ăn uống, gọi là ngoại lực khác. Trừ tưởng tương ưng tránh tư duy, riêng có chỉ phần đoạn khác, gọi là nội lực khác. Bậc thiện tri thức bên ngoài, tức từ vị kia, được nghe chánh pháp vô thượng, do đây gọi là từ người nghe âm. Tránh tư duy bên trong, tức là lắng nghe không gián đoạn, năng phát khởi tránh kiến, làm đạo dẫn đầu. Lại nữa, tránh kiến kia nếu tại hữu học vì vô lậu nên gọi là thanh tịnh, nếu tại vô học vì thanh tịnh tương tục nên gọi là sáng rảnh, nếu tại thế gian vì xa lìa vô lượng kiến đều ngoại đạo, xa lìa các ác tà hành nên gọi là không có một mảy trần, xa lìa mảy trần chỗ phát khởi các nghiệp hậu hữu tạp nhiễm nên gọi là lìa tùy phiền não. Nói tóm lược, tất cả tám thánh đạo tri nhiếp vào hai xứ, một thế gian, hai xuất thế gian. Thế gian đây ba lậu bốn thủ đuổi theo trói buộc nên không thể tận khổ, nếu là tánh thiện thì năng đến đường thiện, xuất thế gian trái với tướng kia năng tận các khổ. Lại tám thánh đạo tri là chánh kiến, nghĩa phân biệt rộng như thành phần địa và phần nhiếp dị môn đã thuyết, đầy đủ bài trùng định như Tam Ma Hí Đà Địa đã thuyết. Lại nữa, vì chánh kiến làm tiền dẫn, tám thánh đạo tri tập hợp chánh lý gọi là pháp, vì năng diệt tất cả các phiền não gọi là tỷ nại gia, vì lìa bỏ xa các pháp ác cùng noi theo tất cả thánh hiền gọi là thánh, vì năng tùy thuận đi đến các đường thiện gọi là thiện, vì hướng đến niết bàn gọi là phải tu, vì các bậc trí giả xưng khen tán thán gọi là thiện tài. Trái với tướng đây nên biết là tà kiến làm dẫn đầu sở hữu tám trì tà đạo sai khác, vì đoạn ở phẩm vô minh tối tầm gọi là hắc, vì đến các nẻo ác gọi là vô nghĩa, vì tánh bất thiện gọi là hạ liệt, vì trong sanh hiện pháp phải chịu sợ hãi cùng oán ghét gọi là có tội, vì các bậc có trí chế trách xa lìa gọi là phải xa lìa. Lại nữa, nay nương sở hữu nghĩa sa môn bậc nhất, an lập tám thánh đạo tri như vậy là nghĩa sa môn. Vì nghĩa đây nên trong phát thiện thuyết tình nại gia, giả gọi là xuất gia thọ tánh sa môn. Lại đây quyết định sẽ rốt ráo không bị hoại mất gọi là nghĩa bậc nhất, nếu đây là giả danh tức không như vậy. Những người thành tựu nghĩa tánh sa môn bậc nhất đây nên biết cũng gọi là thắng nghĩa sa môn. Lại kia theo đuổi cầu quả sa môn đây, tức là nghĩa sẽ rốt ráo đoạn trừ tham sân si, nên gọi kia là nghĩa sa môn. Nghĩa sa môn đây lại có hai chủng: một, kiến lập tướng chung không có sự riêng khác; hai, kiến lập hoặc có sở tác hoặc không có sở tác, hành hướng trụ quả sai biệt. Tất cả như vậy tổng có bốn chủng: một, tánh sa môn; hai, đây là sa môn; ba, nghĩa sa môn; bốn, quả sa môn. Đạo lý Bà La Môn sai biệt nên biết cũng vậy. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, chướng tùy hoặc tầm thảy, quả dục tế thân nhọc, trụ học cùng tác ý, trí không chấp đi sau. Này nương, niệm hơi thở ra vào sai biệt mà tu tập, nghĩa phân biệt rộng có 16 hạnh, tướng đầy như thành phần địa đã thuyết. Lại các thầy du già siêng tu hành, niệm hơi thở ra vào như vậy, bây giờ có 5 pháp chướng ngại. Một, đối với ngoại duyên nơi tầm tán loạn. Hai, hơi thở ra vào truyền có khó khăn. Ba, trọ cử ác tác truyền hiện tại tiền. Bốn, hôn trầm thụy miên truyền hiện tại tiền. Năm, vui cùng đạo tục thế gian chung sống hỗn tạp. Năm pháp như vậy, đối với người chưa đắc định muốn cầu tâm định, và người đã đắc định càng tăng trưởng hơn, nên biết tất cả năng làm chướng ngại. Lúc bị sự nhiễm ô của các tùy phiền não phẩm gia ma tha khiến thần phát khởi hôn trầm, tâm sanh yếu nhược, nếu bây giờ tránh tu tập niệm hơi thở ra vào, đang khiến thân tâm khinh an và thân tâm thô trọng đồng hành hôn trầm yếu nhược thải đều xa lìa. Lúc bị sự nhiễm ô của các tùy phiền não phẩm tỳ bát xá na khiến phát sanh trùng trùng tầm tứ vọng tưởng, đó là tầm tứ dục, tầm tứ bất chánh và tầm tứ phần vô minh, khiến phát khởi trùng trùng vọng tưởng như các tưởng dục. Nếu bây giờ tránh tu tập niệm hơi thở ra vào, đang khiến tầm tứ thải đều lặng dứt, vì muốn đối trị các vọng tưởng phần vô minh kia nên thuần tu tưởng phần minh sẽ khiến nhanh chóng được viên mãn. Lại nữa, các thầy du già tránh sinh tu tập niệm hơi thở ra vào,
ở nơi tầm tứ duyên các hành quá khứ, năng khiến không gián đoạn phát sanh đẳng trì, nếu có gián đoạn khuyết hở cũng nhanh chóng được tổn giảm. Ở nơi duyên tầm tứ các hành vị lai, năng khiến không gián đoạn phát sanh đẳng trì, nếu có gián đoạn khuyết hở cũng nhanh chóng được dừng dứt. Ở nơi duyên tầm tứ các hành hiện tại, năng khiến không bị gián đoạn phát sanh đẳng trì, nếu có gián đoạn khuyết hở cũng nhanh chóng được tịch tĩnh. Nếu nói lược thì do năng vĩnh viễn đoạn trừ 6 chủng kiết, nên biết kiến lập 2 chủng, 4 chủng và 7 chủng các quả lợi ích thủ thắng như kinh đã rộng thuyết. Những gì là 6 kiết là 2 kiết thuận hạ phần và thuận thượng phần, 2 kiết kiến đạo sở đoạn và tu đạo sở đoạn, 2 phần vị kiết hoặc khởi hoặc sanh, mỗi mỗi riêng biệt như vậy, nói chung có 6 chủng kiết, như thứ lớp đây kiến lập 2 chủng, 4 chủng, 7 chủng các quả lợi ích thủ thắng. Lại nữa, tụ tập niệm hơi thở ra vào sai biệt được có 2 chủng, 1 hữu thượng, 2 vô thượng. Hữu thượng như có người một mình ở chốn an lạc nhã, dụng tâm tỉnh định, như lý quan sát mạng căn hệ thuộc hơi thở vào hơi thở ra, hoặc ta ở hơi thở vào về sau không có hơi thở ra, hoặc ta ở hơi thở ra về sau không có hơi thở vào, như vậy mạng căn tức phải đoạn diệt. Nhưng ở trong hành vô thường có việc thật hy hữu kỳ lạ, tức hơi thở vào diệt rồi mạng căn của ta trụ, lại đến khi hơi thở ra sanh, hơi thở ra diệt rồi mạng căn của ta trụ, lại đến khi hơi thở vào sanh. Người kia do duyên theo như vậy nên thân tâm chán lìa nơi cảnh ba đời, chỗ phát sanh ái khỏe mà tịnh tu tâm đây gọi là hữu thượng. Vô thượng là tu 16 hạnh. Lại nữa, trụ niệm hơi thở ra hơi thở vào như vậy vì duyên sắc gió vi tế làm cảnh giới gọi là vi tế trụ, vì khiến dứt tuyệt tất cả tầm tứ loạn gọi là không lưu tán, vì phát sanh thân tâm rộng lớn thu được diệu khinh an gọi là không bị chế phục. Lại nữa, tu tập niệm hơi thở vào ra như vậy khiến thân không mỏi mệt, khéo năng trừ khiển tùy phiền não phẩm samatha khiến mắt không mỏi mệt, khéo năng trừ khiển tùy phiền não phẩm tỳ bát xá na, theo đó quan sát lạc niết bàn gọi là tùy quán lạc, theo đó lãnh thọ lạc ở đệ tam tịnh lự địa gọi là lãnh thọ lạc, trụ vô nhiễm không hãi sợ gọi là an lạc trụ. Lại nữa, nơi xứ đây nếu có người khởi nghĩ như vậy, Như Lai và bậc thấp nhất đắc tuệ giải thoát và a la hán không có sự sai khác, đây tương đương vào sự giải thoát mà phát khởi tu duy, giải thoát của Như Lai và tuệ giải thoát quả a la hán, chỗ có giải thoát không sai khác. Lại có người khởi nghĩ lầm lạc như vậy, Như Lai sở hữu trụ lìa các cái và bậc ở trong nội pháp thấp nhất, hoặc các hữu học hoặc các dị sanh do được tinh tấn nên an trụ hàng phục đoạn dứt đối với năm cái đây gọi là trụ lìa cái. Trụ lìa cái của đây, trụ lìa cái của kia, vì như giải thoát là không có sự sai biệt hay là có sai biệt, nên biết hai trụ lìa cái như vậy có sự sai biệt rất lớn. Các bậc hữu học tuy hiện hành tâm trụ lìa cái, nhưng tùy miền của cái kia chưa vĩnh viễn đoạn trừ, nên lớp lớp các cái tương tục làm gián đoạn tâm, phải lớp lớp lực tăng ý khích lại sách tấn mới năng khiển trừ. Như Lai vì đã rốt ráo đoạn chuyển các cái nên trụ lìa các cái, cho nên so với trụ lìa các cái của kia có sự sai biệt rất lớn, chẳng phải như giải thoát tức không có sự sai biệt. Lại nữa, vị thầy tu du già lấy niệm hơi thở ra vào làm chỗ nương mà tu tập bốn niệm trụ, vì như lý tăng ý lấy làm chỗ nương nên ở nơi nội tâm các sở hữu phi lý tác ý chưa đoạn, như thật rõ biết đây là phi lý. Ở nơi nội tâm sở hữu như lý tác ý, như thật rõ biết đây là như lý. Đã rõ biết rồi, ở nơi nội tâm chỗ có phi lý tác ý, một hướng ra lìa. Ở nơi nội tâm chỗ có như lý tác ý, một hướng tu tập. Vì muốn khiến kia vĩnh viễn đoạn diệt nên tiếp tục tùy quán bốn pháp là thân thọ tâm pháp như bốn đường lớn, phi lý tác ý như bụi đất, vì không bền chắc, vì không chân thật, vì khiến tầm mê loạn. Như lý tác ý như cưỡi xe bốn phương đi đến, xe duyên bốn môn cảnh giới là thân mà vận chuyển, năng tổn hại kia như tổn hại đống bụi đất phi lý tác ý, cũng khiến tất cả tương tục thành tịnh. Lại nữa, người tinh cần tu tập niệm các hơi thở ra vào, do tránh tu tập bốn chủng niệm trụ vô ngã nên tất cả thầy đều bình đẳng. Ở nơi thân như lý tác ý, chủng loại năng thủ là thân, như tác ý ở nơi thân thì tác ý vô ngã cũng vậy, cho nên nói kia là một phần thân năng tu niệm trụ thân, như vậy đều chẳng thể có được. Như tu niệm trụ thân thì nói rộng cho đến tu niệm trụ pháp nên biết cũng vậy. Giáo tu niệm trụ của chư Phật như vậy,
trong pháp ngoại đạo đều không chỗ có, cho nên nói giáo tu niệm trụ đây gọi là chẳng phải sở chấp của tất cả ngoại đạo. Lại nữa, Út Đà Nam nói, đầu tiên tôn trọng giới, thanh tịnh giới viên mãn, hiện hành học thắng lợi, học sai khác đi sau. Học có ba chủng, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học. Kiến lập ba học sai khác như vậy nên biết tướng đây như thành phần địa đã thuyết. Lại nói tóm lược, trong các sở học đây phải nên rõ biết sở hữu tà hạnh, phải nên rõ biết sở hữu chánh hạnh. Tà hạnh như có người không tôn trọng giới, trôi nổi mà xuất ra, tuy xuất ra mà không lấy giới làm tăng thượng. Như ở nơi tịnh giới thì ở nơi định, ở nơi tuệ nên biết cũng vậy. Nếu kia có phạm tội không sót, tội vô dư, đối với người như vậy Thế Tôn nói, người kia chứng các quả sa môn là điều không thể, cho nên biết người kia ở nơi ba học một hướng vi phạm. Chánh hạnh, đây có ba chánh hạnh là phẩm hạ, phẩm trung và phẩm thượng. Chánh hạnh, phẩm hạ, như có người tôn trọng tịnh giới cũng lấy tịnh giới làm tăng thượng, trái với tướng trước, nhưng ở nơi định, nơi tuệ không sành tôn trọng, không lấy làm tăng thượng. Người đây không phạm tội không sót, mà có phạm ít, tùy ít tội. Đối với người đây Như Lai không nói, người kia chứng quả sa môn là điều không thể. Chánh hạnh phẩm trung, như có người ở nơi giới, ở nơi định đều tôn trọng cũng lấy làm tăng thượng. Chánh hạnh phẩm thượng, như có người đã kiến đế ở nơi ba chủng học thảy đều tôn trọng, không đợi tư trạch chứng quả sa môn. Như tôn trọng giới thì trong đây thứ lớp vi phạm cũng vậy, nên biết cho đến chỗ có các vị dị sành. Hai hạnh là tà và chánh như vậy triển khai làm bốn chủng, tức bốn chủng đây hợp làm hai hành. Hai và bốn đây đều ngang nhau, nên biết trong đây nếu người có định học, tất có giới học, nếu người có tuệ học, tất có định học. Nhưng người có giới học chưa hẳn quyết định có định học, tuệ học, nếu thầy du già tôn trọng các học, nên biết gọi là sở tác đầy đủ, ngoài ra chỉ gọi là sở tác một phần. Lại nữa, ở nơi điều luật của tánh tội năng xa lìa, nên biết đây gọi là môn tịnh giới viên mãn thứ nhất. Ở nơi sở hữu thiện pháp, nhiếp thọ tịnh giới như năng mật hộ các căn môn, thọ trì tương tục, chuyển không gián đoạn, gọi là thiện pháp viên mãn. Ở nơi điều luật của giá tội năng xa lìa, gọi là biệt giải thoát viên mãn. Lại nương giới mà bậc thánh yêu thích, hoặc nương năm chủng thiện xảo như uẩn thiện xảo, và nương luật nghi biệt giải thoát, thọ trì sở hữu cấm giới thế tục. Theo thứ lớp đó, nên biết gọi là môn tịnh giới viên mãn sai biệt thứ hai. Lại nữa, này nương thanh tịnh giới, lược có hai chủng sở học sai biệt. Một, thọ trì chẳng phải chỉ nhiếp thọ giới, chỗ có thân ngữ như pháp hiện hành nhiếp lấy học xứ. Hai, thọ trì chỉ nhiếp thọ giới nhiếp lấy học xứ, đây lại có hai chủng. Một, hoặc sở thuyết tỷ nại gia chẳng phải sở thuyết biệt giải thoát. Hai, hoặc sở thuyết tỷ nại gia cũng là sở thuyết biệt giải thoát. Vậy nên tất cả lược chung mà nói có ba học xứ: một, tăng thượng hiện hành; hai, tăng thượng tỷ nại gia; ba, tăng thượng biệt giải thoát. Lại nữa, ở trong trụ học thắng lợi thì tuệ làm thượng thủ, giải thoát làm kiên cố và niệm làm tăng thượng, tu tập ba học nhanh chóng được viên mãn. Tướng đây như phản nhiếp thích đã biện rộng. Lại nữa, an trụ đầy đủ giới nên biết tướng đây như thành phần địa đã biện. Lại tức tịnh giới đây vì đối trị tất cả ác phạm giới, vì mật hộ căn môn làm chỗ nương nên gọi là luật nghi, vì trước tiên khéo lãnh thọ nên gọi là viên mãn, vì sau khéo giữ gìn nên gọi là thành tịnh, vì cảm quả đáng yêu thích nên gọi là thiện, vì không nhiễm ô nên gọi là vô tội, vì đối với các hữu tình năng khéo thuận theo từ tâm định nên gọi là không hại, vì khéo thuận theo tánh sa môn nên gọi là tùy thuận, vì hướng đến chứng tánh thành mà bậc thánh yêu thích gọi là thuận chứng thành, vì chọn không thuận theo giới cấm thủ gọi là không tùy thuận, vì cùng người đồng pháp đồng phận gọi là đồng sắc loại, vì ở nơi chánh tu tập tăng thượng tâm tuệ làm chỗ nương, thuận theo đó mà chuyển nên gọi là thuận chuyển, vì đối với người không não hại chuyển làm nhiều ích, vì tránh xa lìa tự khổ hạnh nên gọi là không nhiệt não, vì ở nơi điều thọ trì không chuyển đổi hối hận gọi là không thiêu não, vì đối với các vị phạm chọn không hiện hành, đối với điều mình đã phạm như pháp hối trừ gọi là không hối não, như vậy gọi là chỗ có sai biệt của tăng thượng giới học. Ba trụ làm chỗ nương, chỗ có sai biệt của tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học là do vì thiên trụ và phạm trụ sai khác, nên biết tăng thượng tâm học sai khác. Do các pháp sở hữu như giác phần, thánh trụ sai khác, nên biết tăng thượng tuệ học sai khác. Trong đây bốn tịnh lượng, bốn vô sắc gọi là thiên trụ, bốn vô lượng định gọi là phạm trụ, bốn thánh đế trí, bốn chủng niệm trụ, cho đến bốn chủng dấu tích hành đạo tri, bốn dấu tích pháp thắng Samatha Tỳ Bát Xá Na,
để viết tất cả đều gọi là thánh trụ. Lại có bốn chủng pháp hoặc hành hoặc trụ không tạp nhiễm, khiến người tu quán hoặc ở nơi cảnh giới du hành ra vào, hoặc ở nơi sở duyên an tâm tĩnh định, lìa các tạp nhiễm an ổn mà trụ. Sao gọi là bốn? Một, ở nơi cảnh giới hy thuận theo thọ hỷ, có các tạp nhiễm hỷ, thâm tâm buông bỏ. Hai, ở nơi cảnh giới thuận theo thọ ưu, có các nhiễm ô ưu, thân tâm buông bỏ. Ba, ở nơi các tùy phiền não phẩm tỷ bát xá na, tịnh tu nơi tâm. Bốn, ở nơi các tùy phiền não phẩm samatha, tịnh tu nơi tâm. Ở nơi bốn chủng đây, hoặc hành hoặc trụ, lìa các tạp nhiễm, an ổn trụ pháp. Nên biết bốn chủng kia là chỗ đặt đẻ nương tựa của dấu vết pháp, như chỗ thích hợp, tức là không tham, không sân, chánh niệm, chánh định. Lại nữa, Ốt Đà Nam nói, trước an lập chứng tịnh, có biến đổi làm đầu, đường trời dụ cương sáng, ký biển đi sau cùng. Đệ tử Như Lai đầy đủ chánh kiến, lược do hai pháp năng chánh nhiếp thọ chứng tánh thành, nên biết kiến lập bốn chủng chứng tịnh. Đó là nghĩa sa môn nhiếp lấy tín giới. Vì cớ sao? Vì đối với người năng thuyết, đối với nghĩa sa môn, đối với người đồng pháp, đối với năng chứng đắc trợ bạn sa môn, chưa có tịnh tín căn bản thâm sâu vững chắc, tùy sanh trong các đời khác cũng không bị dẫn đoạt, không hư cuống, gọi là chứng tánh thành và tịnh giới. Vì ở nơi tất cả đều năng đi đến đường ác, pháp ác bất thiện, thành tựu luật nghi sốt giáo không làm, cho nên cũng được gọi là chứng tánh thành. Việc đây như thế nào? Nên viết trong đây tương tự tịnh tín, ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia, sanh sâu tín hiểu. Do tịnh tín chứng tánh thành đây, giả sử sanh trong đời khác, đối với pháp Phật thiện thuyết tỷ nại gia cũng được sốt giáo không động chuyển. Lại do chán sợ các khổ ác đạo, nên thọ trì tịnh giới, đối trị ác hạnh. Do nhiếp thọ giới chứng tánh thành đây, nên sanh trong đời khác cũng không tạo ác, khiến đọa trong các đường ác, sẽ rốt ráo không thối chuyển cho đến niết bàn. Như vậy, vì ở nơi pháp thiện thuyết tỉ nại gia, rốt ráo không khuynh động làm nơi nương tựa, vì rốt ráo không đi vào tất cả đường ác làm nơi nương tựa, nên thù thắng hơn cả chỉ nói dụng tín giới là chứng tánh thành. Chẳng phải pháp tinh tấn niệm định khác không là pháp chứng tánh thành, đây gọi là nghĩa môn sai biệt thứ nhất. Lại tín giới đây làm chỗ nương của tăng thượng giới định tuệ học, do thuyết tín giới chính là thanh tịnh, nên hiển nghĩa ba học đều được thanh tịnh. Do nhân duyên đây chỉ lấy hai đây làm chứng tịnh, đây gọi là nghĩa môn sai biệt thứ hai. Chứng tịnh như vậy vì khéo năng tươi nhuần pháp bạch tịnh ở tất cả đoạn giới, gọi là phước tươi nhuần. Vì năng dẫn các thánh đạo thù thắng, gọi là thiện tươi nhuần. Vì năng dẫn đoạn trừ phiền não xót thừa, gọi là năng dẫn lạc. Lại nữa, các thánh đệ tử thành tựu chứng tịnh một hướng quyết định, năng đến các cõi thiện, vẫn còn lãnh thọ ba chủng khổ, nặng, phát sanh. Do nơi cõi thiện kia có các đại xoay vần biến đổi không quân bình, nhưng không hãi sợ các đường ác. Sao gọi là lãnh thọ ba chủng khổ nặng? Một, bệnh khổ. Hai, già khổ. Ba, đoạn diệt quân ma tử khổ. Cho nên có nói rằng bốn đại chủng khá có sự biến đổi, chẳng phải các thánh đệ tử thành tựu bốn chủng chứng tịnh khá có sự biến đổi. Lại nữa, nếu trừ thiền, nghĩa thành tịnh bậc nhất gọi là tối thắng không có não hại, bởi lẽ thần ngữ ý rốt ráo không có sự não hại, tức đương tánh cõi trời thành tịnh như vậy. Thuyết bốn chứng tịnh đây gọi là đường trời. Lại bốn chứng tịnh làm chỗ nương, các thánh đệ tử nương ba chủng môn tu sáu tùy niệm. Một, vì đoạn trừ sự sanh khởi nhiễm não do các tùy phiền não phẩm samatha. Hai, vì đoạn trừ sự sanh khởi nhiễm não do các tùy phiền não phẩm tỷ bát xá na. Ba, tùy không bị nhiễm não mà ở vị lai, vì đoạn hai tùy phiền não có thể sanh khởi. Nên biết trong đầy hôn trầm thủy miên gọi là tùy phiền não phẩm samatha, lỗi lầm vui thích các dục đồng hành trọ cử tham, khiến sanh tầm tứ dục bất thiện. Các pháp tạp nhiễm khiến tầm điều tán, gọi là các tùy phiền não phẩm tỷ bát xá na. Lại do chỗ đắc tùy niệm lý thắng nghĩa đế, gọi là nghĩa uy dũng. Do chỗ đắc tùy niệm lý thế tục đế, gọi là pháp uy dũng. Lại nữa, ví như có người cầm gương sáng để xem mặt mình là sạch hay không sạch. Như vậy các thánh đệ tử của Như Lai cầm giữ gương sáng chứng tịnh vi diệu, vì thật xem soi chỗ có các tướng nhiễm tịnh của thân mình. Lại nữa, nếu có người thành tựu bốn chủng chứng tịnh, duy trì tự nương nơi bốn chủng chứng tịnh, vì người ký biệt không nương nơi vị thượng, nơi năng thuận hoàn hỷ, nơi tu tập tùy niệm. Do nhân duyên đây nên biết ký biệt chứng quả dự lưu, vì sự tu đạo chưa hướng đến vị thượng. Hoặc ở nơi vị thượng, nơi năm chủng tùy niệm, nơi năng thuận hoàn hỷ mà vì người ký biệt. Do nhân duyên đây nên biết ký biệt chứng quả nhất lai, vì
tam ma địa chưa thành tựu viên mãn, vì ở nơi đạo ly dục chưa viên mãn, vì đối với chư thiên kia chưa hiện thấy, nên cầu ly dục mà tu tập các pháp năng thuận hoàn hỷ. Do hoàn hỷ đây làm chỗ nương nên phát sanh khinh an, do khinh an nên thân lãnh thọ lạc, do thọ lạc nên tâm được chánh định. Nhưng ở nơi tĩnh định chưa được thành tựu viên mãn, nếu ở nơi vị thượng, nơi sáu chủng tùy niệm mà vì người ký biệt, do nhân duyên đây nên biết ký biệt chứng quả bất hoàn. Quả A-la-hán chỉ có đạo xuất thế mới năng hướng đến chứng đắc, mà sở hữu tùy niệm chỉ là thế gian, cho nên chứng quả bất hoàn trở lên lại không ký biệt tùy niệm như vậy. Lại bốn chứng tịnh trong quả dự lưu chỉ gọi là tịnh, ở nơi các quả hợp khác gọi là tịnh viên mãn, ở nơi quả tối thượng gọi là thanh tịnh viên mãn bậc nhất. Như vậy đã đường dẫn cảnh trí của luận đây, tùy thuận tương ưng tông yếu mà đắc lý ca của các kinh. Ngoài ra tất cả những chi tiết liên quan đến cảnh trí luận đây đều phải nên rõ biết.